Hello, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Em Toàn xin được phép gửi một lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Hôm nay em Toàn có một em bình của Alita đây mọi người. Hàng họa tiết và vẽ tay nhá. Hàng này thì khá là sâu tuổi rồi. Em thì rất ưng rồi. Còn không biết là các bác ưng đến đâu khi xem cái video của em thôi. Cái hàng này thì là hàng khá là đẹp. Để em đo chiều cao nó nhá mọi người. Chiều cao nó là 46 nhá mọi người nhá. Cao 46, em đo miệng nó các bạn. Đây miệng hình dáng của em này như này, miệng là một chiều này là hơn 14 này, 14 này. Này 12 này mọi người. Đấy, ở bên trong là nó vẫn còn cái còn cái cây hoa ở bên trong nhé, cái cành hoa ở bên trong nhé các bác nhé. Đây các bạn. Đấy. Vẫn còn cành hoa, em lấy và em chưa kịp vệ sinh luôn. Đấy, nên là em thấy nó đẹp là em lên video luôn để xem mà có các bác nào mà ưng ý sản phẩm này thì các bác cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Đấy, mọi người thấy đẹp chưa? Khá là đẹp luôn. Để em đo vòng bụng nó nhé các bác nhé. Em này là nó có hình thoi lên nhé mọi người, ở dưới này nhỏ này, ở trên thì nó to hơn. Để em đo kích thước ở bên dưới trước nhé các bác nhé. Ở bên dưới là 55 nhé mọi người nhé. Đấy, mặt dưới này là 55 này. Trên này là 67 này mọi người nè. Đấy, dưới 55 trên 67 nhé mọi người nhé. Hàng rất là đẹp luôn. Đây họa tiết này là vẽ tay này mọi người. Toàn bộ là vẽ tay nổi khối hết lên nhé mọi người nhé. Đây em cho các bác xem cái chuyện của nó phê, quá phê luôn. Đấy, hàng siêu VIP luôn các bạn. Những cái này là vệ sinh thì vệ sinh nó đi này các bác này. Đấy, em lau tay là nó đi này. Đấy, hàng này là khá là đẹp luôn. Đây là có những cái nốt thời gian này các bác này. Đấy, những cái nốt này là nốt thời gian nhá, cái độ co ngót gốm của nó nhá. Chứ không phải là bị lỗi gì đâu các bác nhá. Bình này là không có bị lỗi gì đâu các bác nhá. Đấy, các bác nào mà ưng ý sản phẩm này thì các bác cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhá. Quá là đẹp luôn. Đấy, mà các bác cùng chiêm ngưỡng lại cái vẻ đẹp của em bình này. Không để em xin phép em kết thúc video. Đấy, thôi em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Thôi em Toàn xin chào mọi người.